người Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ tự hào vì có những người nông dân như này, đúng không ạ? Cái việc công việc nhà nông thì nó bận rộn, mỗi người mỗi việc, nhưng chúng tôi cũng khéo bảo nhau được là mọi người dành một cái thời gian nhất định để anh em ta chúng tôi luyện tập. Các bác ở trong dàn nhạc dây Làng Then đã chọn một cái thể loại rất là khó, một cái thể loại âm nhạc Hàn Lâm để thi. Chúng tôi không mơ ở cái giải này mà chúng tôi phải giải cao hơn. Đấy. Ít nhất cũng phải lọt vào cái top 14 người. Tôi hy vọng trong đêm bán kết này thì các bác sẽ còn mang đến một cái tiết mục bất ngờ hơn. Chúng tôi muốn mang cái tài năng của người nông dân đến với mọi người để mọi người thưởng thức. Rất là hay và lạ. Thường một tiết mục như vậy thì chúng ta thường thấy là có một nhạc trưởng ở phía trước nữa, nhưng mà bác kiêm luôn công việc đó, vừa đàn mà vừa phải canh bên đây nữa. Người ta đàn, người ta nhạc trưởng ra tay, còn bác ra dấu bằng mắt, liếc qua liếc lại, rất là tuyệt vời. Xin mời ban giám khảo. Tôi thì vẫn rất là thích thú và cảm thấy thán phục cái đam mê của các bác, và cũng rất là ngưỡng mộ cái truyền thống mà các bác giữ ở trong cái làng của mình. Tuy nhiên thì với những gì các bác trình diễn ở ngoài vòng loại thì các bác hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng bán kết này. Nhưng để mà vào vòng chung kết thì tôi e rằng là chưa đủ. Bởi vì là làm một dàn dây thì nó cần phải có cái sự phối bè các thứ nó rất là chuẩn xác cũng như là phong phú hơn. Ở đây bè của bác vẫn phần lớn là những cái đơn âm thôi. Thành ra nó cũng không chưa đủ để tôi cho tôi cảm thấy thích thú. Mời Thúy Hạnh. Với cái giai điệu của cái ca khúc này thì có nhiều đoạn nó rất là vui tươi, thì cái biểu cảm
trong lúc đánh đàn thì cháu chưa thấy có. Tức là cháu thấy là hình như các chú các bác đang hơi căng thẳng quá và tập trung vào phần trình diễn quá, nên là nó mất đi cái phần biểu cảm. Mà chính cái phần biểu cảm đấy là cái phần mà lôi cuốn những người xem về phần nhìn, có thể cuốn được theo hơn. Thì cái đấy là cái phần cháu hơi tiếc một chút ạ. Cảm ơn chị ạ. Tôi nhớ mà một cái điều tương không không chính xác ý thôi, mà tôi nhớ các bác có nói một điều là đã là trai làng then thì phải biết chơi vĩ cầm, không ạ? Thì tôi thấy là các bác đã làm được cái điều này. Bây giờ tôi không cần biết là cái này là quyền bình chọn của tất cả quý vị khán giả, cho nên nếu như các bác có được vào vòng chung kết hay không đó là một chuyện khác, nhưng ở đây trong vòng thi này các bác đã làm được một cái điều mà tất cả những người nông dân Việt Nam chưa ai làm được, là ai cũng biết chơi nhạc. Và các bác là cái niềm tự hào, là niềm hãnh diện của tất cả người Việt Nam đang theo dõi chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam Got Talent trong vòng này. Tất cả chúng tôi rất hãnh diện và tự hào vì sự yêu nghệ thuật của tất cả các bác. Xin hoan nghênh. Và chắc chắn thì các khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ có ít nhiều có những sự đồng cảm như thế. Nếu quý vị yêu mến nhóm làng then thì mời hãy bình chọn, nhắn tin với nội dung là VGT với mã số bình chọn là số 1 và gửi về tổng đài số 8328 để bình chọn cho nhóm làng then. Nhưng xin quý vị lưu ý hãy bình chọn vào cuối chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị.